Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một bài giảng trong chuỗi các bài học liên quan đến phần giới hạn. Như vậy ở bài học đầu tiên thầy đã giúp các bạn giải quyết các cái lớp câu hỏi liên quan đến giới hạn của giấy số. Và hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết tiếp một cái lớp câu hỏi cũng là giới hạn nhưng lúc này là giới hạn của hàm số. Và đây là một kiến thức cực kỳ quan trọng, nó là nền tảng để chúng ta có thể tiếp cận tốt một cái kiến thức tiếp theo mà thầy sẽ giảng ở bài học sau, đó chính là phần uh, hàm số liên tục ở đây các bạn có thể nhìn thấy tựa đề thầy ghi uh, trong bài giảng hôm nay đó là giới hạn của hàm số vậy thì mục tiêu của bài học hôm nay thầy sẽ giúp các bạn giải quyết các cái lớp câu hỏi liên quan đến giới hạn của hàm số và bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn nội dung chính của bài học hôm nay nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn nội dung chính của bài học hôm nay và ở đây các bạn có thể nhìn thấy việc đầu tiên là thầy cung cấp cho các bạn phần kiến thức nền đầu tiên đó là các cái định nghĩa và ký hiệu về phần giới hạn của hàm số. Ở đây thì thầy uh, đã làm trước cho các bạn một cái sơ đồ để các bạn có thể uh, nhìn thấy những cái kiến thức nền đầu tiên mà các bạn cần phải nắm được khi nói đến phần giới hạn của hàm số. Ở đây thì thầy đang cho các bạn à, một cái hàm y bằng fx và lúc này chúng ta có giới hạn của cái hàm số y bằng fx thì nó có hai cái loại đó là giới hạn tại một điểm và giới hạn tại vô cực. Đấy, vậy thì giới hạn tại một điểm thì lúc này các bạn hình dung là lúc này chúng ta sẽ đi tìm lim của fx khi x dần tới một cái giá trị x0 mà đó x0 là một số thực. Đấy chú ý cho thầy nha. Thì hai cái ký hiệu này nó là một thôi thì đây gọi là giới hạn tại một điểm trước tiên về mặt ký hiệu thì nói để các bạn nắm được còn giới hạn tại vô cực tức là khi đó x của chúng ta dần tới âm vô cùng hoặc là dương vô cùng hình nhiên với x dần đến dương vô cùng giống như việc các bạn đã học ở cái phần giới hạn của giấy số ấy đúng không nhưng hiển nhiên là ở phần giấy số thì uh, chúng ta mặc định là n dần đến dương vô cùng đấy lý do vì sao mà phần lớn là chúng ta không cần viết mà tự chúng ta hiểu nhưng ở đây thì uh, giới hạn của hàm số nó sẽ rộng hơn khi mà chúng ta thấy là x của chúng ta ngoài việc tiến tới dương vô cùng nó còn có thể tiến tới âm vô cùng và nó có thể tiến tới một cái giá trị cụ thể và ở đây thì uh, là một cái giá trị thầy ký hiệu là x0 là một số thực thì người ta gọi đây là giới hạn tại một điểm, đây một điểm. Còn đây là giới hạn tại vô cực, tức là ở đây các bạn nhìn thấy tên gọi nó phụ thuộc vào x dần tới đâu. Âm vô cùng dư vô cùng thì gọi là giới hạn tại vô cực, đúng không? Thì đấy là về mặt gì? Tên gọi chứ nhá. Và sau đó thì uh, khi kết quả chúng ta tính ra thì nó còn có hai cái tình huống. Nó ra một số thực và nó có thể là ra âm vô cùng hoặc dương vô cùng. Thì cái tên gọi lúc này giới hạn tại một điểm thì lại chia làm hai loại đó là giới hạn hữu hạn tại một điểm và giới hạn vô cực tại một điểm. Thế đây các bạn có thể nhìn thấy là nếu nó ra một số tức là lúc này các bạn hiểu là nó xác định thì người ta gọi đây là giới hạn hữu hạn, hữu hạn, hữu hạn tức là ra số này tại một điểm. Đấy, đây là tại một điểm. Đấy, về mặt ký hiệu chứ nhỉ? Để các bạn nắm được. À, tiếp đó là giới hạn vô cực tại một điểm. Là ra kết quả là âm vô cùng hoặc dương vô cùng thì gọi là giới hạn vô cực. Đấy, Thì các bạn nhìn thấy là nhìn vào kết quả thì người ta đưa ra tên gọi. Kết quả là một số thì gọi là giới hạn hữu hạn. Còn kết quả là gì? Âm vô cùng hay dương vô cùng gọi là giới hạn vô cực còn tiếp tục là ở đây do x dần tới x không nên gọi là tại một điểm mà tại một điểm có hiểu chỗ này không nhỉ? Đấy ở đây tương tự này khi x dần tới ông vô cùng hoặc x dần tới dương vô cùng thì lúc này kết quả nó có thể ra một số ông vô cùng hoặc dương vô cùng chính vì vậy mà giới hạn tại vô cực lại có thể có gì hai loại giới hạn đó là giới hạn hữu hạn tại vô cực kết quả nó ra một số mà. thì gọi là hữu hạn Đây là số thực nhá và nếu nó ra dương vô cùng hoặc âm vô cùng thì gọi là giới hạn vô cực, đây giới hạn vô cực, tại vô cực, tại vô cực tức là khi x dần thì âm vô cùng hoặc dương vô cùng, Nhá, yeah. đấy. nhưng ở đây thì có một cái chi tiết rất quan trọng ở cái phần giới hạn tại một điểm thì các bạn chú ý cho thầy. là trong nhiều bài toán chúng ta sẽ cần quan tâm tới giới hạn bên trái và giới hạn bên phải Cùng một cái điểm. thầy giả sử ở đây cái điểm x 0 nó chia cái trục số làm hai cái khoảng, đây, thầy ghi là hai khoảng, đây, một cái khoảng. đấy. thế cái khoảng phía à, tay phải của thầy x không tức là nhích sang x không thực ra là lúc này chúng ta đang xét một cái lân cận của x không với khoảng rất là nhỏ ab chứa x không đấy thì gọi đây là một cái lân cận thì lúc này à, chúng ta sẽ có là nếu nhích sang bên phải một chút xíu x không thầy dùng cái từ chút xíu thì lúc này chúng ta à, hiểu là chúng ta đang xét cái giới hạn tại x không cộng tức là lúc này chúng ta có ký hiệu là lim của f khi x dần x không cộng và nếu kết quả nó ra l thì lúc này chúng ta gọi đây là giới hạn phải nhá. Đây gọi là thầy giả sử kết quả là L thì gọi là giới hạn phải. Còn nếu tương tự, chúng ta có là x0, chúng ta nhích sang bên trái một chút xíu tức là nhỏ hơn x0 một chút xíu. Thì ngoài chúng ta sẽ có là lim của f(x), FX dần đến x0 trừ và người ta gọi đây là giới hạn trái. Đấy. như vậy là giới hạn tại một điểm thì nó có có hai loại. Đó là giới hạn phải và giới hạn trái. Vậy thì cái mối liên hệ giữa giới hạn phải, giới hạn trái rồi giới hạn tại một điểm nó có mối liên hệ thế nào? Thì này chúng ta sẽ đến với một cái định lý như sau. Đó là các bạn biết là để à, tồn tại hay nói khác là nếu giới hạn của một cái hàm số khi x dần tới một điểm và bằng L, tức là ngoài chúng ta đang gặp cái tình huống là giới hạn hữu hạn tại một điểm, đúng không? Thì nếu nó tồn tại L thì chứng tỏ một điều là giới hạn trái của chúng ta phải bằng giới hạn phải và chính bằng L. Thế giả sử bây giờ thầy tính một cái hàm lim của f(x) khi x dần tới 3 chẳng hạn. Thì giả sử nó bằng 5. Thì điều này chứng tỏ một điều là gì? Chứng tỏ một điều là lim bên trái phải bằng lim bên phải và cũng phải bằng 5. Đấy, chúng cho thầy. Tức là lim khi x dần tới 3 cộng nếu chúng ta quan tâm tới trái phải của fx cũng chính bằng lim của fx khi x dần tới à, 3 trừ và cũng chính bằng 5 luôn. Đấy, thì các bạn hiểu cái định lý này. Nó rất quan trọng. Bây giờ để uh, dễ uh, hình dung hơn thì có lẽ là thầy sẽ lấy một ví dụ để các bạn thấy được cái, cái tầm quan trọng của định lý này. Nó rất là nhiều bài toán hay nó sinh ra từ cái định lý này. Nhá. Thầy lấy một ví dụ đơn giản thế này. Thầy lấy ví dụ nha Ví dụ này Ví dụ là thầy cho một cái hàm số Cho cái hàm số à, Y bằng Fx này Vào bằng Nó có thể xảy ra thứ nhất đó là Bằng là x trừ 1 trên x cộng 3 Khi uh, X lớn bằng trừ 2 và m cộng với uh, khi x nhỏ hơn chữ -2. Câu hỏi như sau. Câu hỏi là tìm m để tồn tại lim của f(x) khi x dần tới chữ -2. Và khi đó hãy đi tính lim của f(x) khi x gần tới chữ -2. À. Như vậy thầy đọc lại đề cho các bạn này là cho một cái hàm số y bằng x cho bởi hai công thức à, một anh thì là x 1 trên x cộng 3 khi điều kiện đi kèm là x lớn bằng chữ 2 và nếu với điều kiện x nhỏ hơn chữ 2 thì cái fx của chúng ta nó chính là m cộng x và câu hỏi lúc này là tìm m để tồn tại lim fx khi x dần tới chữ 2 và câu hỏi là khi đã tồn tại rồi thì hãy đi tính xem là nó bằng bao nhiêu Đấy. theo đây các bạn có thể nhìn thấy cái định lý vừa rồi định lý này nói lên là để có được điều này thì ở đây để tồn tại mà Chú ý là cái từ tồn tại lim fx khi x dần tới trừ 2 Thì mình hiểu là kết quả nó phải là Nó rơi vào phần này nhá các bạn nhá Thì nó phải là giới hạn hữu hạn tại một điểm Còn nó không không xảy ra tình huống là giới hạn vô cực tại một điểm đâu nhá Thì mình hiểu là nếu nó ra vô cực Thực ra nó này là nó không tồn tại Chú ý cho thầy nhá Nếu lim của fx khi x dần tới một điểm Tức là giới hạn vô cực tại một điểm Thì tình huống này thực ra nó này là không tồn tại cái giới hạn này đang là không tồn tại nếu kết quả ra âm vô cùng hoặc dung vô cùng thì gọi là không tồn tại nhá chú ý cho thầy còn đây là tồn tại tức là mình hiểu là kết quả nó phải là hữu hạn được không nó phải ra một số tức là khi đó mình sẽ sử dụng định lý này và bây giờ các bạn nhìn thấy là để tồn tại anh này thì li bên trái phải bằng li bên phải và bằng l đúng không thì việc đầu tiên là li bên trái phải bằng li bên phải trước thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây có số trừ hai có số trừ hai đây các bạn nhìn có số trừ hai và ở đây cái điều kiện này cho chúng ta biết là gì nếu x lớn bằng chữ 2 đây, x lớn bằng chữ 2 Đấy trong khoảng này, Đấy, nhích sang bên à, phải một chút xíu Thì lúc này cái hàm fx của chúng ta nó nhận là anh này Tức là fx của chúng ta nó chính là x trừ 1 trên x cộng 3 Đúng không? Còn nếu x nhỏ hơn trừ 2 tức là nó nhích sang bên bên trái của thầy Tức là trừ 2 trừ Thì cái hàm của chúng ta nó nhận là m cộng x Đấy Trước tiên là về mặt là gì? Nhận diện hàm số trước Vậy thì lúc này chúng ta sẽ đi tìm lim của fx Chúng ta phải làm hai công việc khi x dần tới gì nhỉ? Tới uh, trừ 2 cộng. Sau đó thầy sẽ tính tiếp là lim của fx. Khi x dần tới trừ 2 trừ. Đồng ý không nhỉ? Trừ 2 trừ. Trừ 2 cộng trừ 2 trừ. Và sau đó thầy sẽ cho hai anh này phải bằng nhau. Đúng không? Đúng định lý mà. Đúng không nhỉ? Thì bây giờ lim của fx khi uh, x dần tới trừ 2 cộng. Thì trước tiên là uh, chúng ta sẽ chọn cái hàm của chúng ta trừ 2 cộng thì như thế nói là nó chính là x 1 trên x cộng 3 x 1 trên x cộng 3 Khi x dần tới trừ 2 cộng Rồi còn một chút bảng thì sẽ tiếp bằng này thì đây việc đầu tiên là chúng ta sẽ thay cái trừ 2 vào thay trừ 2 vào thì các bạn thấy là vì thực ra cái hàm số này thì vì lúc này chúng ta đang chưa có nhiều cái công cụ đoạn sau thì thầy cung cấp cho các bạn phần kiến thức nên nó có rất là nhiều các cái dạng mà các bạn sẽ đi tính ở đây thầy cho một cái dạng rất là đơn giản đó là gì đó là cái hàm fx của chúng ta đang xác định tại x bằng trừ 2 Hay nói khác là thay trừ 2 vào nó ra luôn chúng ta một số Cụ thể tình huống này các bạn thay trừ 2 vào thì nó thành bao nhiêu Nó thành trừ 3 trên trên 1 và kết quả nó bằng trừ 3 Vậy giới hạn nó chính là việc các bạn thay trừ 2 vào cái hàm số này Nếu hàm số là xác định tại x bằng trừ 2 thì tình huống này là thầy đang cho đơn giản như thầy nói là đoạn sau chúng ta sẽ gặp một cái tình huống là thay vào nó làm sao nó không xác định được không? trừ hai không xác định thì chúng ta xử lý theo thì đoạn sau thầy sẽ cung cấp cho các bạn nhé thế thay trừ hai vào thì nó thành là trừ ba xong này như vậy à? à, giới hạn của fx gọi là giới hạn gì nhỉ giới hạn phải của fx khi x dần tới trừ hai nó bằng trừ a còn giới hạn trái này thì hiển nhiên lúc này giới hạn trái thì mình sẽ nhận cái fx nó chính là m cộng x như vậy nó chính là lim của m cộng x khi x dần tới trừ hai trừ thì lúc này các bạn thay thì thay cái gì thay lấy x bằng trừ hai cái dấu trừ này để các bạn gì chọn cái công thức rồi đúng không nhỉ thì khi thay vào các bạn thay bằng trừ hai vào cho thầy hàm này cũng lại là gì xác định tại x bằng 2 nên các bạn cứ thay vào và kết quả của lim chính là việc các bạn tính cái giá trị của hàm số tại x bằng 2 Đúng không? Đấy. Thì hoài nó chính là m 2. Đấy. Ok đúng không? Vậy bây giờ điều kiện để tồn tại anh này thì sao? Thì lim bên phải phải bằng lim bên trái. Và dẫn đến là gì? Dẫn đến là trừ -3, tức là điều kiện cho chúng ta biết được điều gì? Đây thầy sẽ làm thêm một chút xíu cho này cho các bạn nhá. Vậy điều kiện ở đây cho chúng ta được, được được, điều gì nhỉ? Trừ -3 phải bằng m 2. Và từ đây dẫn đến là m bằng trừ 1. Ồ oh, ổn rồi. Vâng. Như vậy thầy đã à, xử lý xong cái nhánh tìm m để tồn tại lim anh này. Như vậy kết quả m bằng trừ 1. Còn sau đó là khi đó tính lim của f(x) dần tới chữ 2 thì các bạn thấy rằng là với m bằng trừ 1 thì đảm bảo là lim bên trái bằng lim bên phải và cùng bằng trừ 3. Vậy kết quả anh này chính bằng trừ 3. Đúng không? Nó bằng l, l ngoài đóng vai trò là trừ 3. Đấy các bạn hiểu chỗ này không nhỉ? Đấy là cái mà thầy nghĩ là chúng ta cần quan tâm nhá, Cái này là cái rất là quan trọng còn cái phần này chủ yếu là cái phần ký hiệu thôi nó nó khá là nhẹ nhàng nhá không có vấn đề gì cả thì đấy là cái kiến thức đầu tiên thầy muốn cung cấp cho các bạn về phần gọi là nhận diện à, ký hiệu đúng không bây giờ thì chúng ta như thể nói là lúc trước thì ở phần này này thầy cho các bạn tính thì nó rất là đơn giản phần lớn là chúng ta đi tính cái à, gì nhỉ? giới hạn khi mà cái hàm số chúng ta xác định tại x dần tới một cái x không thay không vào thì nó ra một số luôn cho các bạn nhưng có những tình huống là nó không ra một số thì sao Đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần những cái công cụ mạnh hơn và lúc này thầy muốn cung cấp cho các bạn thêm các cái định lý, các quy tắc để chúng ta có thể tính tốt cái phần uh, giới hạn của hàm số. Sau đó thì chúng ta sẽ phân dạng ra các cái dạng toán mà có thể gặp khi gặp cái bài toán liên quan đến dạng của hàm số. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai. À, lúc này thầy sẽ cung cấp cho các bạn các cái định lý, quy tắc để tính giới hạn của hàm số. Đây là phần kiến thức khá là quan trọng và các cái định lý quy tắc này đã được thầy tổng hợp ở uh, thông qua một cái sơ đồ tổng quan ở đây và trước tiên thầy sẽ cung cấp cho các bạn uh, phần kiến thức nền trước và như thầy nói thì đây chính là các định lý quy tắc rất quan trọng sau đó để các bạn hiểu thì thầy cung cấp cho các bạn tiếp các cái phần uh, ví dụ uh, với số liệu tướng mình đi kèm thì đấy là cái phần mà thầy giúp các bạn tiếp cận kiến thức nó khá là đơn giản thôi nhé các bạn chú ý quan sát nghe thầy giảng đoạn này thì các bạn thấy là mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng nhé không có gì cả khó cả À, lúc này chúng ta đang có một cái bài toán thế này là đi tính giới hạn lim của x khi x dần tới x không và thầy giả sử là kết quả của ta là t. Vậy bây giờ tính như thế nào? Thì cũng chú ý cho thầy là ở đây x dần tới x không có thể à, thay x không bởi x không cộng x không trừ. Tức là ngoài giới hạn tại một điểm có thể trong nhiều tình huống người ta quan tâm tới giới hạn bên phải, giới hạn bên trái tại một điểm và thậm chí thay cái x không tại một điểm này bởi giới hạn vô cực tức là nó có thể là âm vô cùng hoặc dương vô cùng nhá. Đấy, để quét hết là nó có thể là giới hạn tại một điểm hoặc giới hạn tại vô cực. Thì tình huống này nó xảy ra các cái trường hợp như sau Trường đầu tiên một thói quen khi các bạn đi tính giới hạn đúng không? À, cụ thể là giới hạn trong một điểm Thì nếu chúng ta à, đi tính thì một thói quen đầu tiên là các bạn cứ thay x0 vào cái hàm fx cho thầy Và nếu thay mà nó rơi vào cái tình huống là thay vào nó ra một số thực cho các bạn Thì lúc này các bạn kết luận luôn À kết quả của giới hạn này chính là fx0 Và thầy ghi là t bằng fx0 Vì ngoài thầy ký hiệu là t nó chính là, là kết quả của nó đúng không? Và bây giờ để các bạn dễ hình dung thì thầy lấy luôn một cái ví dụ. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy. Lúc này thì ví dụ này thầy cho 5 ý và 5 ý này nó sẽ bao quát cái phần kiến thức mà thầy sẽ nêu ở đầy đủ ở cái phần sơ đồ cho các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ đi tính giới hạn sau, giới hạn đầu tiên đó là lim của (x 1) trên (x cộng 3) khi x dần tới 1. Và lúc này các bạn sẽ thấy cái hàm x của thầy. Đây chính là hàm x đúng không? Và x dần tới 1 lúc này à 1 nó mới cho là x0. Vậy thì một thói quen đầu tiên khi chúng ta đi tính giới hạn à, tại một điểm đó là các bạn cứ thay cái điểm đó vào hàm số. Tức là thay cái giá trị 1 vào. Thì khi thay 1 vào thì với cái hàm số này các bạn sẽ phát hiện ra rằng là nó trở thành 3 1 trên 1 cộng 3. Tức là nó bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Nó bằng 2 trên 4 tức là nó bằng 1 phần 2. À vậy tức là khi đó F1 của thầy nếu thầy đặt anh này Fx thì F1 của thầy nó chính là 1 phần 2 và 1 phần 2 là một số thực. Vậy kết quả anh này chính bằng 1 phần 2 Có hiểu chỗ này không nhỉ? À vậy tức là tình huống này khi các bạn thay vào thì nó chính bằng 1 phần 2 và kết quả nó ra luôn 1 phần 2 đấy. Thì đấy là cái tình huống rất là đơn giản đúng không? Trong nhiều bài toán có thể chúng ta sẽ gặp cái tình huống này Ok, đấy là xong cái phần kiến thức đầu tiên nhá. Phần kiến thức thứ hai đó là hàm Bích của chúng ta nó lại có dạng à, phân thức Tức là nó có cấu trúc của dạng U trên V Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào? Thì vẫn như một thói quen đó là các bạn cứ thay cái X0 vào Thay vào U và thay vào V Và khi thay vào U và thay vào V thì nó lại xảy ra hai tình huống nếu thay vào u nó ra một số thực và nếu thay vào V nó ra âm vô cùng hoặc dương vô cùng Thì lúc này kết quả nó bằng không Nhớ cho thầy Vậy tức là một số mà trên âm vô cùng hoặc dương vô cùng Cứ một số nhá Một số thực Ví dụ như các bạn ra là ba trên âm vô cùng Thì các bạn biết ngay nó bằng không Nhớ cho thầy nhá Kết quả thì bằng không Đấy Còn điện đây tiếp tục này Còn lại ngược lại là Nó ra một số thực khác không Nhưng nó này là trên không Tức là thay vào U thì nó ra một số thực khác không Và thay vào v thì nó ra không thì tình huống này kết quả nó sẽ ra vô cùng tuy nhiên lúc này vô cùng có thể là âm vô cùng dương vô cùng nó còn tùy thuộc vào dấu của cái số thực này và tùy thuộc vào cái số không là nó uh, chuyển qua không cộng hay là không trừ thì ngoài thầy ký hiệu là nếu nó ra uh, số thực bên trên nó ra cộng trừ mà bên dưới nó ra số không cộng trừ thì cộng trừ chia cộng trừ nó ra dương vô cùng tức là ở đây thầy ký hiệu là nếu ra dương thì ai ăn theo dương nếu ra âm ăn theo âm tức là nó cùng dấu thì nó ra dương vô cùng nếu ngược dấu tức là cộng trừ và trừ cộng thì nó ra âm vô cùng bây giờ để các bạn dễ hình dung thì có lẽ là chúng ta sẽ làm luôn ví dụ nhá làm luôn ví dụ nhớ nhớ lại cho thầy chốt lại là gì nếu các bạn thay vào nó ra một số thực trên ở à, âm một dương vô cùng thì nó ra không còn một số thực khác không mà trên không thì nó ra vô cùng. Thế nhiên tình huống này nhiều bạn sẽ thắc mắc là vậy thì nếu nó ra số 0 trên tử dưới mỗi số nó ra số 0 thì sao? Thì đó là cái dạng không trên không chúng ta sẽ bàn sau và đây người ta gọi là dạng vô định. Tức là các bạn chưa xác định được, chưa chưa biết kết quả và buộc các bạn phải phải khử cái dạng vô định thì chúng ta sẽ đến với cái phần số 3 sau nhá. Tức là cái tình huống này là nó phải là một số thực khác không và chưa không thì các bạn biết luôn kết quả nó ra vô cùng. Bây giờ để các bạn à, biết cách đúng không? À, hay nói khác là để hiểu cái này hơn những phần kiến thức thầy vừa đưa cho các bạn thì chúng ta sẽ đến luôn tiếp tục với ví dụ thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với ý thứ hai đó là ta đi tìm lim của một cái hàm là 3 trên x bình trừ 7 cộng 5 khi x dần tới vô cùng thì đầu tiên một thói quen là khi các bạn thay vào x dần tới vô cùng thay vào số 3 thì hiển nhiên nó vẫn là 3 như vậy chân tử của các bạn nó là một số còn thay vào đây thì các bạn thấy là x dần tới vô cùng các bạn chú ý là khi x dần tới âm vô cùng hay dương vô cùng mà thay vào một đa thức thầy cũng nói luôn này ở đây x bình trừ cộng 5 là một đa thức thì thực ra lúc này kết quả của nó ăn theo cái bậc cao nhất tức là thực ra các bạn chỉ cần thay vào x bình thôi thay vào x bình thôi nhá thay x bình khi x dần thì vô cùng thậm chí có thể là âm vô cùng hay dương vô cùng thay vào x bình thì hiển nhiên là bình phương thì âm vô cùng hay dương vô cùng thì nó ra dương vô cùng như vậy thực ra nó đang là một cấu trúc hiển nhiên lúc này các bạn làm trắc nghiệm mà thì các bạn cũng có thể ghi tiếp bằng nhưng thực ra bản chất lúc này thì các bạn viết ra giấy nhá nó đang đưa về một cấu trúc có dạng là ba trên dương vô cùng dương 3 trên dương vô cùng đây các bạn có thể nhìn thấy nó đang gặp cái tình huống là ra một số là dương 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 đúng không xin lỗi các bạn đây thầy đang đây đây là rơi vào trường hợp này một số thực chia cho dương vô cùng hoặc là âm vô cùng thì kết quả nó bằng gì nó bằng không đúng không nhỉ đấy một số trên dương vô cùng kết quả nó sẽ bằng không đấy xong luôn đúng không rất đơn giản một số chia cho âm hoặc dương vô cùng thì kết quả nó bằng không tiếp tục nào nào anh này tính vào cái nào Lim của 5x 2 trên x 2 khi x dần từ 2 trừ à, Một thói quen đầu tiên Lúc này tức là lúc này chúng ta đang đi tính giới hạn tại một điểm Nhưng đó là giới hạn gì nhỉ? Giới hạn trái tức là 2 trừ à, Trước tiên chúng ta cứ đi xét x bằng 2 trước Tức là chúng ta thay 2 vào Đấy là một thói quen để chúng ta xem cấu trúc thế nào Thay 2 vào thì trên tử của các bạn nó ra số mấy các bạn nhỉ? Thay 2 vào thì trên tử của các bạn ra số 8 Để thầy nó nháp bên ngoài nhá Nó có cấu trúc là 8 này, dương 8 Dưới mẫu số của các bạn nó ra gì? Nó ra 0 Nó ra 0 nhưng vấn đề của các bạn là nó ra một số khác không trên không thì chắc chắn nó ra âm hoặc dương vô cùng rồi. Vậy để biết chính xác nó âm hay dương vô cùng thì nó, các bạn phải thử xem nó rơi vào cấu trúc nào trong cấu trúc này. Vậy tức là các bạn phải xem xem cái dấu tiếp tục của số 0. Mặc à tức là x dần tới 2 thì x 2 dần tới 0 nhưng lúc này nó là không cộng hay không trừ thì hôm nay chúng ta lại nhìn vào cái hai trừ x dần tới 2 trừ tức là về bản chất x dần tới 2 trừ tức là về bản chất là x đang nhỏ hơn 2 vì bây giờ các bạn nhìn thấy số 2 trừ này. số 2 đây hai trừ tức là phía phía đằng này, tức là x đang nhỏ hơn, nhỏ hơn 2. x nhỏ hơn 2, một số nhỏ hơn 2 trừ 2 nó sẽ âm. Vậy tức là nó đang dần tới không trừ nhá. Nó dần đến không nhưng nó là không trừ, nó nhích sang bên à, trái một chút xíu gọi là không trừ. Không trừ thì các bạn nhìn thấy là dương chia âm thì ra gì các bạn? Dương chia âm ra ra âm và nó ra âm vô cùng. Kết quả là âm vô cùng. Các bạn hiểu không nhỉ? Đấy. Thì đây chính là cái kiến thức thầy vừa đưa ra cho các bạn, được không? Đấy ok nhé yeah. chúng ta sẽ đến với à phần cuối cùng lúc trước là thương rồi bây giờ nó là cấu trúc của tích tức là fx của chúng ta nó là cấu trúc của hai cái hàm là u nhân v thì lúc này chúng ta vẫn có một thói quen là chúng ta lại cứ thay x không vào u và thay vào v và nếu thay vào u nó ra một số khác không nếu thay vào v nó ra uh, dương vô cùng nó ra vô cùng chẳng hạn thì kết quả nó sẽ là vô cùng thì nhiên, lúc này nó còn tùy thuộc vào dấu nên thầy ghi là nó ra dương hay âm vô cùng thì nó phụ thuộc vào dấu của các nhân tử trong tích Tức là thầy gọi đây là nhân tử này, nhân tử Ví dụ anh này là ra dương, anh này ra âm vô cùng chẳng hạn Thì hiển nhiên dương nhân âm thì ra là âm Thì kết quả là ra âm vô cùng Các bạn hiểu cho này không nhỉ? Cái tình huống thứ hai là thay vào nó có thể là vô cùng và vô cùng thì lúc này hiển nhiên nó còn lại phụ thuộc là nó ra âm vô cùng hay dương vô cùng và lúc này chúng ta nhìn vào dấu để kết quả chúng ta sẽ biết là dương vô cùng hay âm vô cùng các bạn hiểu cho này không nhỉ đấy và bây giờ để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ đến với một ví dụ với số liệu tương minh Bây chúng ta sẽ đến với ví dụ số 4 và ví dụ số 5 nhá. Ví dụ số 4 và ví dụ số 5. Ý số 4, tức là lúc này thầy cho ví dụ có 5 ý. Ý số 4 đó là các bạn sẽ đi tìm lim của cái gì? À, hàm trừ 3x mô 3 trừ x cộng 5 khi x dần tới dư vô cùng. Thì như lúc trước ở cái phần này này giống như lúc trước thầy nói này. Có một cái chú ý đúng ra thầy phải ghi một cái chú ý này rất quan trọng. Đó là với một đa thức, chú ý này, với một đa thức nha, một đa thức khi x dần để âm vô cùng hoặc dương vô cùng, tức là chúng ta đang đi tính uh, giới hạn uh, tại uh, gì nhỉ vô cực, thì lúc này các bạn khi các bạn thay vào ấy, thì các bạn chỉ thay vào cái anh có bậc lớn nhất, tức là những anh mà ví dụ như trừ ba x mũ ba, trừ x cộng năm, thì anh này có bậc nhỏ hơn các bạn gạch bỏ đi, không cần quan tâm. Vậy nên cái kết quả của anh thực ra nó chính là kết quả của trừ ba x ba và trừ ba x ba thì thực ra nó chính là tích. Thầy thấy cái quan niệm đây là u và đây là v thì khi x dần đến dương vô cùng thì anh này nó ra âm ba này còn khi uh, x dần đến dương vô cùng thay vào x mũ ba thì nó ra gì các bạn nhỉ ở dương vô cùng tất cả mũ ba thì ra dương vô cùng như vậy nó đang là chính là trừ ba nhân với dương vô cùng và trừ ba nhân với dương vô cùng thì kết quả nó sẽ là gì các bạn dương nhân âm ra ra âm và kết quả nó ra âm vô cùng Đấy, các bạn hiểu chỗ này không nhỉ Đấy, đây là cách chúng ta tính nhá Bây giờ là trắc nghiệm rồi nên thầy nghĩ là các bạn sẽ tính theo cách này đúng không? cần phải trình bày theo kiểu tự luận. Thế như là nếu trình bày theo kiểu tự luận thì chúng ta phải trình bày kiểu khác, đúng không? Nhưng bây giờ thì không cần thiết điều này nhá. Tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ý thứ năm. Đi tìm lim của 5x bình trừ x cộng 1 nhân với trừ 2x cộng 5 trừ 7x cộng 2 khi x dần thì âm vô cùng. Thế đây các bạn nhìn thấy là thầy đang cho một cấu trúc của dạng là u nhân v. Thì việc đầu tiên là chúng ta cứ lại thay x bằng âm vô cùng vào. Và như thầy nói là với thay vào đa thức khi x dần thì âm hoặc dương vô cùng hay là lim tại vô cực thì các bạn sẽ gạch bỏ những anh có bậc nhỏ hơn tức là 5 x bình trừ x cộng 1 thì các bạn chỉ cần quan tâm 5 x bình tương tự bên này nếu các bạn thay vào các bạn gạch bỏ trừ x cộng 2 đi người ta cho vào thì nhìn nó đẹp thôi nhưng cuối cùng các bạn thấy là nó chỉ cái đại diện và cái phần mà có bậc cao nhất như thế nói đúng không đấy thì bây giờ các bạn thay cái anh x dần thì âm vô cùng vào thì thực ra là 5 x bình thực ra nó giống như cái ý bên trên đấy thì nó lại là tích tiếp là 5 nhân x bình thì các bạn thay âm vô cùng vào thì âm vô cùng bình lên thì nó là dương vô cùng Bình lên mà thì nó mất dấu trừ. Mà nhân với 5 thì kết quả anh này sẽ là dương vô cùng. Riêng cái anh này nó tạo ra dương vô cùng. Anh này nhân này. Tiếp tục này. Anh này là gì các bạn? Mũ 5. Mũ năm mà âm, âm mũ 5, âm vô cùng mũ năm thì ra ra âm. Mũ lẻ mà. Nhưng lại dân nhân thêm âm 2 thì âm âm thành dương, như vậy thành lại dương vô cùng. Mà dương vô cùng nhân dương vô cùng thì ra ra dương vô cùng. Đấy. các bạn hiểu chỗ này không nhỉ? Đấy, nó khá là đơn giản đúng không? như vậy là vừa rồi thầy đã cung cấp cho các bạn một cái phần kiến thức đó là các định lý quy tắc nhưng thầy đã lồng ghép cho các bạn theo cái cách này nó rất là dễ hiểu được không nhỉ đấy nhưng bây giờ vấn đề đặt ra là liệu có phải là tất cả các cái giới hạn các bạn tính nó đều đưa về cấu trúc này không được không thì câu trả lời là có nhiều bài nó không đưa về cấu trúc này mà nó sẽ đưa về những cái dạng mà người ta gọi đó là các cái dạng vô định tức là khi các bạn thay vào ví dụ tình huống này như lúc trước thầy đặt vấn đề là có thể lúc này nó không phải là số thực khác không mà nó làm không thì sao thì nó gặp cái dạng không trên không đúng không? Còn có những cái tình huống ví dụ các bạn thay vào chỗ này nó không phải là một số thực trên uh, vô cùng mà nó có thể là vô cùng trên vô cùng thì sao? Đúng không? Rồi lại không nhân vô cùng ví dụ tình huống này nó ra vô cùng nhưng nó lại là một số khác không, nó lại là, là số không thì sao? Đúng không? Đấy. Thì những cái tình huống rồi lại cái tình huống là là vô cùng trừ vô cùng. Thì đây là cái bốn cái tình huống mà các bạn thấy rằng là các bạn sẽ chưa biết được kết quả luôn. người ta gọi đây là các cái giới hạn gì? À, vô định vô tức là là không, định tức là xác định, tức là không xác định, chưa xác định được, chưa xác định được. Và buộc các bạn sẽ cần phải làm các cái thao tác đó là khử các cái dạng này. Thì bây giờ thầy sẽ chuyển tiếp sang một cái phần thứ ba, đó là giải quyết các cái dạng à, gì nhỉ? giới hạn vô định. Và đây chính là các cái dạng mà thầy à, sẽ giúp các bạn xử lý tiếp ở phần sau. Đó sẽ đến với phần thứ ba nhá. Đó bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ ba. Và ở phần thứ ba này thì thầy giới thiệu tới các bạn các cái dạng giới hạn vô định cũng như cách để chúng ta à, tính từng dạng vô định một tức là ứng với từng dạng vô định thầy đưa ra cho các bạn cái cách để chúng ta tiếp cận nó thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy thầy đưa ra cho các bạn à, các cái dạng vô định có bốn dạng vô định cụ thể là dạng không trên không dạng vô cùng trên vô cùng dạng vô cùng trừ vô cùng và dạng không nhân vô cùng và bây giờ chúng ta sẽ đi vào xử lý từng dạng một với dạng không trên không chúng ta sẽ có hai hướng giải quyết và các bạn nhớ cho thầy là luôn luôn thầy sẽ đưa ra cái hướng đầu đó chính là hướng hiểu bản chất và hướng thứ hai thì có thể đưa ra cho các bạn các cái thủ thuật ví dụ như là việc chúng ta có thể uh, hỗ trợ cái cách tính nhanh hoặc là dùng CASO. ở đây các bạn có thể nhìn thấy hướng hai, thì ghi là dùng CASO. nhưng thấy khuyên các bạn luôn luôn phải hiểu bản chất nhé, vì cách hiểu bản chất sẽ giúp các bạn giải quyết trong mọi cách hỏi. với những bài toán ví dụ người ta chèn tham số chẳng hạn, thì cách hiểu bản chất luôn luôn là cách sẽ giúp chúng ta uh, giải quyết trọn uh, vẹn được. trong khi dùng CASO thì nhiều bài chúng ta sẽ gì, gặp khó khăn. Nhé. đoạn sau thầy có thể cho các cái ví dụ để các bạn thấy được điều này. thì uh, trước tiên với hướng một đó là nếu gặp dạng không trên không thì nó còn tùy vào cấu trúc nếu à, gặp đa thức thì các bạn sẽ phân tích thành tích. Được. Gặp đa thức là phân tích thành tích nhá. Tức là phân tích đa thức thành nhân tử đấy cái kiến thức này là chúng ta đã làm quen ngay ở lớp 8 rồi. Còn bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều cách để phân tích thành tích thì đoạn sau thầy đi vào ví dụ thầy phân tích kỹ hơn nhá. Tiếp đến là nếu bài toán nó có căn. Có căn thì sao? Thì các bạn nhớ là nếu có căn thì các bạn sẽ nhân với lượng liên hợp tương ứng. Tương ứng tức là gì? Nếu căn bậc hai thì bạn biết là lượng liên hợp tương ứng thì nó xuất phát từ một cái hằng đẳng thức là a trừ b nhân a cộng b thì bằng a bình trừ b bình còn hàng nếu mà gặp căn bậc ba chẳng hạn đúng không? thường thì đề thi người ta chỉ dừng lại ở căn bậc hai hoặc căn bậc ba thôi và nếu căn bậc ba thì các bạn sẽ sử dụng một cái hằng đẳng thức đó là a trừ b nhân với bình phương thiếu của tổng đúng không a bình cộng với ab cộng với b bình hoặc là a cộng b thì nhân với bình phương thiếu của hiệu đúng không thì đấy là những cái mà các bạn cần phải nắm được nhá và hướng thứ hai thì các bạn có thể sử dụng casio Vậy bây giờ để các bạn dễ hình dung hơn thì có lẽ chúng ta sẽ đến với ví dụ với số liệu tướng minh nhá. Thế đây các bạn có thể thấy rằng là thầy cho luôn cái ví dụ để các bạn áp dụng luôn cái phần uh, thầy vừa đưa ra cho các bạn. Đó là cái dạng 0 trên 0. Thì uh, chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1 tính các giới hạn sau. Ở đây có hai ý thì chúng ta sẽ giải quyết ý đầu tiên trước. Đó là các bạn sẽ đi tìm cái giới hạn tức là đi tìm lim của cái x bình trừ 3x cộng 2 trên uh, căn bậc 2 của 3x trừ 5 trừ 1 uh, khi x dần tới 2. Vậy đầu tiên một thói quen đầu tiên là các bạn cứ thay hai vào trước để các bạn xem là nó rơi vào cấu trúc nào. Thì ở đây các bạn có thể nhận thấy rằng là nếu các bạn thay 2 vào thì anh này là 4 6 cộng 2, như vậy là ra 0. Như vậy trên tử chúng ta là ra 0. Tiếp tục các bạn thay dưới mối số thì các bạn sẽ được là căn của 3 x 2 tức là ở đâu có x các bạn thay 2 vào cho thầy thì anh này nó chính là căn 1 căn 1 bằng 1, 1, 1 1 0. À như vậy thầy phát hiện ra rằng đây chính là dạng 0 trên 0. Đúng không? À vậy thì cách làm thầy vừa đưa cho các bạn rồi, đúng không? À, có hai hướng đúng không chúng ta sẽ giải quyết từng hướng một nhá hướng đầu tiên hướng một này thầy sẽ đi theo hướng một hướng một đó là à, chúng ta sẽ biến đổi đúng không nó bằng tiếp này nếu đa thức đây bên trên là đa thức thầy cố tình là bên trên thầy thiết kế là đa thức dưới môi số chuyện căn như vậy chắc chắn là bên trên là đa thức thì mình sẽ phân tích thành thành tích đúng không và nhớ cho thầy là phân tích thành tích thì các bạn lại biết luôn một cái nhân tử chắc chắn xuất hiện về x dần tới 2 mà làm cho nó là không trên không thì kiểu gì nó cũng tạo ra cái nhân tử là x chữ 2. Và đây chính là nhân tử hay là nguyên nhân tạo ra cấu trúc không trên không. Được không? Đấy. Thì các bạn sẽ viết thành x chữ 2. Sau đó các bạn sẽ lấy lượng này chia. Ở đây thì cách chia rất là đơn giản, thầy dạy nhanh nếu là bậc 2 thì hoặc là nếu không các bạn phải bấm máy tính cũng được nhá. Thì lấy x bình chia x thì thành là x. Lấy 2 chia chữ 2 thì thành chữ 1. Đúng không? Đấy. Và à, dưới mẫu số thì các bạn sẽ nhân với lượng liên hợp À chú ý cho thầy là nhân với lượng liên hợp Thì hiển nhiên cả trên tử và mẫu số chúng ta cũng nhân với lượng liên hợp của anh này Và lượng liên hợp của anh này là căn của bác Trừ 5 trừ 1 Thì lượng liên hợp của nó là căn bậc 2 của bác Trừ 5 cộng 1 Như vậy trên tử thầy sẽ nhân với lượng liên hợp là căn của bác Trừ 5 cộng 1 Đúng không? Và dưới mẫu số thầy cũng sẽ nhân với lượng liên hợp như thế Và nó xuất hiện hàng thức Và hiểu là thầy đang nhân dưới mẫu số với lượng này Và thầy làm tắt luôn đoạn này nhá anh này nhân anh này thì nó chính là a trừ b nhân a cộng b thì bằng a bình trừ b bình tức là nó thành là bảy trừ năm trừ một bình thì nó thành là bảy trừ sáu và bảy trừ sáu thì có ba đặt ra ngoài bên trong là x trừ hai kiểu gì nó xuất hiện x trừ hai còn nếu nó không ra x trừ hai tức là bạn đang nhầm một bước nào đó các bạn phải xem lại được không như, như thầy nói là nó là không trên không mà thì nguyên nhân tạo ra cái cấu trúc không nhân không đó chính là có nhân tử x 2 như vậy các bạn đã thấy nhìn thấy x 2 và đây chính là nguyên nhân tạo ra dạng không nhân không và khi đó thì các bạn khử cái lượng này đi và đây chính là cái bước người ta gọi là bước khử dạng vô định và nó không còn cấu trúc không trên không nữa. Thì đến đây các bạn có thể nhìn thấy là nó không còn thế này. Khi các bạn khử đi thì các bạn nhìn thấy này thì nó chính là x trừ 1 đúng không? Nhân với căn bậc 2 của 3x trừ 5 cộng 1 trên trên ở à, trên 3. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta thay vào thì nó không còn cấu trúc không trên không và nó quay về cái dạng mà ở phần 2 thầy dạy các bạn đó là các bạn thay vào thì nó ra một cái số luôn, số thực thì bây giờ các bạn thay hai vào các bạn nhìn thấy là nó thành là hai trừ một đúng không thì bằng một rồi này anh này thành là một cộng một đúng không thì nó thành hai như vậy kết quả nó bằng hai phần ba đúng không đồng ý không nhỉ thay hai vào thì anh này là là một mà một cộng với với một chuẩn rồi đúng không như vậy kết quả bằng bằng hai phần ba vậy bây giờ đây là cái hướng đầu tiên hướng số một đúng không Bây giờ thì ngoài ra bài toán này như thầy nói là các bạn có thể sử dụng Casio thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái hướng số 2 nhá. Hướng 2 này, hướng 2. Hướng 2. Thì ở hướng 2 này thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn dùng Casio này, dùng Casio thì cách dùng như sau, đó là các bạn sẽ nhập, đầu tiên các bạn sẽ nhập vào màn hình cái biểu thức của cái hàm số này, tức là x bình trừ 3x cộng với 2, 3x này. cộng 2 này. Trên này căn bậc 2 của căn bậc 2 của 3x trừ 5 trừ 1 đấy. Rồi sau đó các bạn dùng phím CALC tức là đi tính giá trị của biểu thức này. CALC xin lỗi các bạn. Thầy lại ghi CALC. Đúng không? Và chúng ta sẽ gán x bởi một giá trị x dần tới 2 thì hiển nhiên là các bạn sẽ không thể tính là x bằng 2 vì nếu x bằng 2 thì máy tính nó sẽ cho các bạn biết là không xác định vì dạng không trên không thì các bạn sẽ tính là 2,0000 các bạn có thể cho 6 số 0 chẳng hạn. 1 2 3 4 5 6 đúng không? 1. Đấy. Thì khi đó nó sẽ ra kết quả cho các bạn. Thì đúng không nay à, thầy sẽ thực hành luôn nhá. Thì đầu tiên như thầy nói là thầy à, sẽ nhập cái hàm số vào, nó chính là x bình này trừ 3x cộng với 2. Bên dưới là căn bậc 2 của 3x trừ 5, đúng không? Trừ đi 1 và sau đó thì CLC với x bằng là 2, 2,00 thầy sẽ lấy 6 số 0 nha à, 1 bằng đấy kết quả là ra luôn 2 phần 3 cho các bạn đấy rất là nhanh đúng không đấy thì kết quả nó sẽ ra 2 phần 3 đấy. À, đến đây thì nhiều bạn thắc mắc là sao nếu thế thì thầy không sử dụng luôn cao mà phải làm theo cái hướng 1 nó khá là dài rộng nhưng như thầy nói là đây là bài toán với số liệu tường minh thì bạn thấy là việc dùng cao là một lợi thế và chúng ta nên làm đúng không nhỉ nhưng nếu mà đoạn sau thầy sẽ thiết kế ở ví dụ số 2 cho các bạn để các bạn thấy rằng là nếu đoạn sau thầy cho ở ví dụ số 3 đi, thầy cho một cái bài toán mà chứa tham số thì sao? Thì lúc này à, hướng 1 vẫn là hướng mà chúng ta làm như bình thường, không có gì khó khăn cả. Tức là cái hướng mà hiểu bản chất luôn luôn là hướng mà giúp chúng ta giải quyết trong mọi cái hỏi. Nhưng cái hướng số 2 thì nó chỉ giải quyết trong các cái lớp bài toán nhỏ thôi. Ví dụ như số liệu tường minh thì tình huống này nên rồi, đúng không? Tức là khi các bạn làm thì các bạn thể hiện cái tính linh hoạt được không nhỉ? Đấy. OK như vậy là à, thầy đã giúp các bạn giải quyết à, với cái dạng không nhân không nha dạng không nhân không là các bạn sẽ đi theo cái cách tư duy như thế. Còn nếu chúng ta gặp cái dạng là vô cùng trên vô cùng thì chúng ta giải quyết thế nào? Thì thầy đưa cho các bạn các cái hướng giải quyết thực ra nó ngoài là có ba hướng cơ. Đây thì thầy lồng vào à, cái hướng thứ hai là thầy lồng hai phương pháp đó là một phương pháp dùng thủ thuật, một phương pháp là dùng sự hỗ trợ của Casio. Thầy gộp lại thành là hướng hai. Còn hướng một vẫn là hướng hiểu bản chất trước nha nếu gặp dạng vô cùng trên vô cùng tức là khi các bạn thay x bằng x không vào đúng không mà các bạn thấy là trên tử nó là vô cùng rồi mẫu số là vô cùng thì thể gọi là dạng vô cùng trên vô cùng thì các bạn chưa thể ra được kết quả luôn và người ta gọi đây là dạng vô định tức là chưa xác định được vậy thì cách để chúng ta làm đó là chúng ta sẽ khử dạng vô định vậy khử như thế nào thì hướng đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm trên tử và mối số về bậc của nó chú ý được bậc nhá bậc khi đó khi đã quan tâm tới bậc trên tử và mẫu số đúng không? Thì các bạn sẽ thực hiện đó là các bạn sẽ chia cả tử và mẫu cho x mũ alpha với alpha là bậc cao nhất của tử và mẫu. Chốt lại là à, ví dụ trên tử là bậc 3 chẳng hạn, thể lấy ví dụ, dưới mẫu số là bậc 4 thì khi đó bạn sẽ chia cả tử và mẫu cho à, x mũ 4. Đúng không? Đấy. Tức là cứ anh nào mà lớn hơn thì mình sẽ chia cho cái anh anh đó. Cả tử và mẫu chúng ta sẽ so sánh anh nào lớn hơn chúng ta sẽ chia. Đúng không? Còn hướng thứ hai cái thứ hai thì là một hướng rất là nhanh và thầy nghĩ là các bạn nên làm theo hướng này nhá. Thủ thuật này thì uh, nó rất là quan trọng vì thầy cũng nói luôn là ở phần này một cái phần lim này nó sẽ giúp các bạn uh, một kiến thức nền rất quan trọng. Thứ nhất đó là giúp các bạn giải quyết các lớp câu hỏi ở bài học tiếp theo thầy dạy đó là hàm số liên tục và cái thứ hai là lên lớp 12. Các bạn sẽ phải giải quyết tiếp một cái lớp bài toán liên quan đến tìm tiệm cận của đồ thị hàm số và khi đó thì các bạn cũng phải sử dụng cái kiến thức liên quan đến phần giới hạn của hàm số, đúng không? Đấy, nên cái, cái cái bài học hôm nay là cực kỳ quan trọng các bạn phải hiểu được cho thôi. Thì uh, chúng ta tiếp cận với những kiến thức tiếp theo nó rất là nhẹ nhàng nhá. Ở hướng thứ hai thì thầy sẽ giúp các bạn một cái thủ thuật rất là hay đó là chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật lược bỏ bậc nhỏ hơn. Thì lần sau đi vào ví dụ thầy phân tích ở các bạn dễ hiểu hơn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng Casio. Đấy, Casio cũng được trong cái tình huống này. Hiển như hiển nhiên là Casio nó sẽ giúp các bạn giải quyết trong các cái uh, hàm số tướng minh còn bắt đầu chứa tham số thì bắt đầu nó sẽ gặp khó khăn nha yeah. đấy tức là chúng ta cũng thể hiện cái tính linh hoạt như thầy nói là tùy vào cái cách người ta ra đề chúng ta chọn cái giải pháp nào cho nó tối ưu nhất ở đây tối ưu tức là cái cách mà làm cho cái thời gian chúng ta bỏ ra là ít nhất đúng không vì với trắc nghiệm thì hiển nhiên là thời gian bỏ ra ít nhất mà ra được kết quả đúng thì đấy là một một cách tối ưu rồi đúng không bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ để chúng ta sẽ uh, giúp các bạn giải quyết được cả hai hướng này thực ra như thầy nói là là ba hướng đấy tức là với dạng này thầy sẽ giúp các bạn giải theo ba cách nha bây giờ chúng ta sẽ đến với một ví dụ tiếp theo lúc này thì thầy tiếp tục đến với một ý thứ hai trong cái ví dụ số 1 à, chúng ta sẽ đi tính một cái giới hạn như sau đó là đi tìm lim của căn bậc 2 trên tử là căn bậc 2 của x bình cộng 3x trừ 4 trừ 2x cộng 3 dưới mối số là 5x trừ 1 khi x dần tới âm vô cùng bây giờ thầy sẽ giải à, theo từng hướng một nhá à, trước tiên thầy sẽ giải theo hướng đầu tiên hướng số 1 trước đúng này thầy sẽ ghi chỗ này là hướng số 1 luôn nhá thầy sẽ giải theo hướng 1 này. Hướng 1. Hướng 1 là hướng hiểu bản chất, tức là hướng mà chúng ta sẽ nhìn vào bậc trên tử và bậc dưới mối số. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy, trước tiên thầy sẽ nhìn vào bậc bên trong căn. Thì bậc cao nhất là bậc 2, tức là chúng ta sẽ nhìn vào x 2. Nhưng ở à, bên ngoài nó là căn bậc 2 nên thực ra nó chỉ là bậc nhất thôi. Thì nó lấy 2 chia 2 bậc nhất. Anh này cũng là bậc nhất. Đúng không? Vậy chung quy lại trên tử là bậc nhất. Anh này là bậc nhất. Như vậy thực ra trên tử mối số chúng ta đều là bậc nhất và bậc cao nhất là bậc nhất. Tức là chúng ta sẽ chia cả tử và mối cho cho x. Các bạn đồng ý không nhỉ? Đấy. Thì ngoài thầy sẽ chia như sau bằng lim này. Thầy chia cho x nhá. Đấy. Chia x thì trên tử thầy chia cho x thì chú ý là khi chia cho x thì thầy nhét vào trong căn thì nó là cái gì thì lại chú ý này. Đây đây một chi tiết rất quan trọng này. X nếu nhét vào trong căn nó có hai khả năng xảy ra. Nó sẽ là căn x bình khi x của chúng ta lớn bằng 0. Nhưng nếu số x của chúng ta là một số âm thì đưa vào trong căn thì nó lại là trừ căn bậc 2 của x bình nhá. Chú ý cho thầy chi tiết này. Không là nhiều bạn cứ cho x đưa vào trong căn là thành là căn của x bình cái là hỏng bài toán ngay. Vậy thì lúc nay chúng ta thử xem là x của chúng ta âm hay dương thì chúng ta lại nhìn vào là x dần thì âm vô cùng, Rất là x đang bị âm. Đúng không? Và đang bị âm thì nhớ là nhét vào trong căn bậc 2 thì nó chính là trừ của x bình, tức là các bạn phải đặt dấu trừ ra ngoài. Đấy hiểu chỗ này không nhỉ? Đây đây. X thì thầy sẽ viết nó thành là trừ x bình. Thì trừ x bình thì à, thầy sẽ nhét cái anh x bình vào trong căn, đúng không? Thì nó thành là x bình cộng 3x trừ 4 chia x bình thì nó thành là 1. Vì x bình chia x bình là bằng 1 mà các bạn, đúng không? 3x chia x bình thành 3 trên x. Và trừ 4 trên x bình. Ok, chỗ này đúng không? Tiếp tục 2x chia cho x thì nó thành là trừ 2 và cộng với 3 trên x. Đấy à. sau này xong trên tử nhá dưới mỗi số thầy thực hiện tiếp anh này thì 5 x trừ một chia x thì đơn giản rồi 5 x chia x thì thành 5 đúng không và trừ 1 trên x ok khi x dần tới à tới âm vô cùng thì lúc này các bạn có thể nhận ra là nếu x dần tới âm vô cùng thì tất cả những anh này này sẽ bằng không này vì đây là chính là cấu trúc 3 trên vô cùng mà các bạn 3 trên âm vô cùng thầy dạy các bạn ở cái phần trước không một số trên âm hoặc dương vô cùng thì kết quả luôn bằng không nên tất cả những anh này bằng không này anh này bằng không cho nên các bạn anh này là dấu căn nó ở đây nhá kết thúc là ở đây xin lỗi các bạn dấu căn kết thúc ở đây đúng không dấu căn kết thúc ở đây thầy đã cho cả cái này là là nhầm rồi thì anh này anh này bằng không anh này bằng không anh này cũng bằng không này vậy kết quả nó chỉ là căn một chỗ này trước đó có dấu trừ như vậy thành trừ một trừ hai thành trừ ba như vậy nó thành trừ ba phần phần năm bên dưới anh này cũng sẽ là bằng không đúng không vậy kết quả nó chính là trừ ba phần năm hay là trừ không phẩy sáu đúng không đấy đấy là hướng đầu tiên hướng hiểu bản chất nhá Bây giờ chúng ta sẽ đến với hướng thứ hai cũng rất là nhanh này. Thầy nghĩ là hướng hai là hướng nhanh nhất. Còn hướng ba thì thầy ghi tách ra, lúc trước thầy gộp là hướng 3, hướng hai, thầy ghi là hướng 2.1 và hướng 2.2 đi. 2.2 là dùng Casio. Hướng 2.1 thì sử dụng một kỹ thuật rất là quan trọng. Thực ra này thầy đang đang dùng một kỹ thuật mà máy sau các bạn học mà lên đại học các bạn sẽ học. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật liên quan đến giá trị à, tức là vô cùng lớn, vô cùng nhỏ. Nhưng thôi, chúng ta không cần quan tâm đâu thì các bạn sẽ hiểu như cách như sau này cách như sau này chú ý này à, khi x dần tới âm vô cùng à, trước tiên thì à, điều đầu tiên nhé các bạn cũng nhớ cho thầy là khi các bạn à, thay vào đầu tiên các bạn vẫn có một thói quen thay vào để các bạn nhìn thấy cấu trúc này là vô cùng chung với cùng đúng không đồng ý nhá vì thay âm vô cùng vào thì anh này là vô cùng vô cùng và anh này là vô cùng chung vô cùng và đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải đi theo hướng này nhá chú ý là vẫn có một thói quen thay vào trước nhá đúng không bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nếu gặp vô cùng trên vô cùng các bạn sẽ làm theo một cách như lúc th trước thầy nói là chúng ta sử dụng kỹ thuật lược bỏ những anh có bậc nhỏ hơn tức là gì Tức là ở đây các bạn sẽ nhìn vào các số hạng này Trước tiên các bạn sẽ lấy cái số hạng này trước Thì với số hạng này các bạn sẽ nhận ra là X bình cộng 3 x 4 Thì anh này có bậc lớn nhất Thì các bạn sẽ gạch bỏ toàn bộ những anh nhỏ hơn đi Nếu nó đang liên hệ với nhau bởi phép cộng và phép trừ nhá. Phép cộng phép trừ các bạn sẽ làm như thế Như vậy anh này còn so lại nó chính là căn của X bình Mà căn của X bình nó bằng trị lối của X Đồng ý không? Tiếp anh này hai này thì anh ba sẽ nhỏ hơn Và còn lại giữ lại là trừ 2X Đúng không? Anh này bậc nhất Đấy. Còn bên dưới 5x 1 thì anh một nhỏ hơn, dưới lại 5x. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó hiện ra kết quả luôn này. Ở đây mình hiểu là x dần thì âm vô cùng nên x là một số âm. Mà số âm thì chỉ đối có x bằng chữ x. Như vậy trừ x nó thành là trừ 3x. Chữ 3x trên 5x. Ồ các bạn nhìn thấy chữ 3 phần 5 không? Rất nhanh luôn. Kết quả hiện ra luôn. Với x giảm mới cho x mà. Có giống kết quả này không? Đúng luôn. Đúng không nhỉ? Đấy, rất là nhanh. Bây giờ hướng 2.2 dùng Casio. Dùng Casio tức là các bạn sẽ nhập cái hàm này vào và lúc này x dần thì âm vô cùng thì bạn sẽ thay một cái giá trị nó rất là nhỏ các bạn có thể dùng là trừ đi uh, trừ chín chín chẳng hạn đúng không đây thầy lấy một ví dụ luôn các bạn sẽ thực hành luôn nhá đầu tiên các bạn sẽ nhập vào máy tính là x bình này cộng 3 x này trừ bốn này trừ hai x này cộng 3 trên à, uh, 5 x trừ một sau đó các bạn dùng calc 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 Đúng không? Và các bạn sẽ gán x bằng là trừ nó là âm nhá. 9,99 có thể thầy sẽ cho 10 số 9 đi, các bạn bấm cho thầy, 10 số 9 cho này. Đúng không? Bây giờ các bạn uh, thực hành nhá. các bậc 2 này. x bình này cộng với 3x trừ 4. Trừ đi 2x cộng 3 trên 5x trừ 1. Đấy, c với x bằng trừ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 số 9 Là trừ uh, 10 số 9 chỗ này nhá Bằng âm 0,6 đấy là ra kết quả luôn cho các bạn Nó bằng âm 0,6 Mà âm 0.6 thì nó chính bằng gì? Nó chính bằng âm 3 phần 5 Ồ, oh, các bạn nhìn thấy là ba hướng giống hệ kết quả không? Đúng không? Và hiển nhiên hướng này Thì nghĩ là trong ba hướng này thì chắc chắn là hướng hướng 2.1 Là hướng nhanh nhất Mặc dù là dùng Kaiso cũng ra kết quả Nhưng hiển nhiên là cái thao tác mà các bạn gì phải nhập số liệu vào bấm máy chắc chắn là nó sẽ mất thời gian trong khi anh này gần như là hiện ra luôn kết quả được không được không? đấy luôn luôn uh, cố gắng nhá cố gắng vì thầy nghĩ là trong phần này thì các bạn nên hiểu hướng 2.1 vì thực ra hướng 2.1 vẫn là hướng bản chất đấy bản chất bài toán đấy nhá bản chất bài toán đấy ngay cả việc mà người ta cho chèn tham số vào các bạn vẫn làm uh, như anh này bình thường không có gì cả được không? Đấy. chú ý cho thầy hướng 2.1 nhá hướng này là hướng rất quan trọng giúp so các bạn xử lý rất là nhanh các bài toán còn hiển nhiên là với những bài toán với những sự tưởng minh thì nhiều bạn có thể sử dụng số cũng được nha sau thầy sẽ cho thêm các ví dụ để có tham số để các bạn thấy được là việc hiểu bản chất luôn luôn là cách mà chúng ta phải ưu tiên đúng không để chúng ta giải quyết trong mọi bài toán thì đấy là khi học thì thầy luôn nhắc các bạn điều đấy nha không nên lạm dụng các cái việc sử dụng số. nó chỉ giải quyết các lớp bài toán nhỏ thôi không phải là giải quyết trong mọi bài toán ok như vậy là có lẽ là thầy sẽ xóa cái phần bảng này đi ở phần ví dụ để thầy tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm hai cái phần và hai phần này thì thầy tức là dạng vô cùng trừ vô cùng không vô cùng thầy cho thêm ví dụ thứ hai và cuối cùng thầy sẽ cho một ví dụ số 3 à, nâng cao thêm một chút để các bạn xử lý nha ok bây giờ thì thầy sẽ xóa phần bảng này đi nha rồi chúng ta sẽ đến với hai dạng tiếp theo chúng ta sẽ đến với dạng vô cùng trừ vô cùng và dạng không nhân với vô cùng à, nếu gặp dạng vô cùng trừ vô cùng ở đây thì chúng ta hiểu là cái dạng mà khi người ta thiết kế dạng này thì phần lớn là chúng ta sẽ gặp cái dạng chứa căn nhá gặp dạng chứa căn và khi đó thì cách làm đó là chúng ta sẽ nhân với lượng liên hợp Và sau khi nhân với lượng liên hợp thì chúng ta sẽ chuyển về cấu trúc là vô cùng trên vô cùng Còn vô cùng trên vô cùng xử lý theo thì lúc trước thầy đã giúp các bạn cách xử lý rồi Đến đây chúng ta lại có ba hướng đi cơ Đúng không? Trong cái hướng 2 thứ ngoài chúng ta lại có một cái thủ thuật hoặc là dùng cái số Bây giờ thì để các bạn dễ hình dung thì có lẽ chúng ta sẽ đến luôn ví dụ nhá Thì này chúng ta sẽ chuyển qua ví dụ số 2 Thầy có hai ý đúng không? Để thể hiện luôn hai cái cái dạng tiếp theo đó là dạng vô cùng trên vô cùng với dạng không nhân vô cùng. Uh, thì ở đây uh, các bạn có thể uh, nhìn thấy cái uh, uh, ý đầu tiên đó là chúng ta đi tính một cái giới hạn của một cái hàm số đó là căn bậc 3 của x mũ ba x bình cộng hai x một x Thế x dần tới dương vô cùng thì về đầu tiên là các bạn cứ thay vào để xem nó rơi vào cấu trúc nào khi đó rơi vào cấu trúc nào đó thì uh, chúng ta sẽ biết cách để mà xử lý một th thói quen đầu tiên đúng không là các bạn thay vào này thì khi thay x bằng âm vô uh, dương vô cùng vào thì hiển nhiên là với đa cả cái đa thức này này thì các bạn chỉ cần đại diện bởi cái anh x ba thôi tức là cái anh nào cao nhất thì các bạn chỉ cần thay vào anh cao nhất thì cái, cái giá trị của nó quyết định ở cái anh có bậc cao nhất nhá. thì anh này là x mũ ba à, thì nó thành là dương vô cùng tất cả mũ ba thì ra dương vô cùng rồi như vậy anh này là dương vô cùng anh này cũng là dương vô cùng dương vô cùng trừ dương vô cùng như vậy đây là cấu trúc của vô cùng trừ vô cùng nhá. còn hiển nhiên nếu bài toán mà chúng ta gặp là vô cùng cộng với vô cùng thì lại không bàn rồi thì nó ra ra dương vô cùng đúng không còn âm vô cùng trừ đi, à, trừ đi vô cùng thì nó lại ra âm vô cùng nhá. chúng ta sẽ chỉ gặp cái dạng vô cùng trừ vô cùng thôi thì ở đây là thì lúc đó chúng ta mới gọi là dạng vô định chú ý cho thầy nhá đó, chú ý này thầy nói lại một chút vì có những tình huống là nó gặp là vô cùng à, trừ đi âm vô cùng thì lại không bàn rồi thì hiển nhiên tình huống này nó ra dương vô cùng đúng không đấy còn hiển nhiên chúng ta đang gặp dạng vô cùng trừ vô cùng tức là dương vô cùng trừ đi dương vô cùng thì lúc này các bạn sẽ thấy à đây chính là vô cùng trừ vô cùng và cách làm à, đầu tiên là các bạn sẽ phải nhân với lượng liên hợp để chuyển về cấu trúc vô cùng trừ vô cùng. Vậy thì việc đầu tiên là thầy sẽ nhân với lượng liên hợp. Thì nhiên khi nhân với lượng liên hợp tức là dưới mẫu số trên tử chúng ta nhân với lượng bao nhiêu thì dưới mẫu số chúng ta nhân với lượng bấy nhiêu. Mà các bạn nhớ là đây là thầy cố tình cho một cái dạng đó là dạng bậc 3 lúc trước vì một ví dụ thầy cho dạng bậc 2 rồi để các bạn biết là cái lượng liên hợp của dạng bậc 2 thì tương ứng là gì và lúc này lượng liên hợp của bậc 3 thì chúng ta đang nhìn theo một cấu trúc đó là A trừ B và nó xuất hiện bậc 3 Căn bậc 3 thì các bạn phải nhân với lượng liên hợp là bình phương thiếu của tổng thì ghi lại nó thành là a bình cộng với ab cộng b bình nhá thì thầy ghi tổng quát là cộng trừ thì phải nhân với uh, trừ cộng chỗ này Đấy. thì lúc này thầy đóng quan niệm anh này là a và anh này là b đúng không? lúc này là a trừ b thì thầy sẽ nhân với lượng liên hợp dưới mẫu số tương ứng nó chính là a bình trước tức là căn bậc 3 của x mũ 3 trừ x bình cộng với 2 trừ 1 đúng không tất cả bình này đúng không Uh, anh này là trừ thì phải là cộng cộng với tích hai anh tức là x nhân với căn bậc 3 của x mũ 3 nhìn thì rất là dài nhưng đoạn sau các bạn có thể nhìn thấy luôn cái quả đoạn này thôi chịu khó một chút cho này nha Đấy. cộng với x bình Đấy. còn bên trên thì nhân với lượng liên hợp thì nó ra hàng đẳng thức luôn thì anh này nó chính là a cộng a mũ 3 cộng trừ b mũ 3 thì tình huống này là trừ tức là a mũ 3 trừ b mũ 3 luôn nhá anh này mũ 3 thì bỏ cái căn bậc 3 đi như thế. Như vậy nó thành là x mũ 3 trừ x bình cộng 2x trừ 1 trừ đi mũ 3, 3, x mũ 3 trừ x mũ 3 hết, như vậy còn lại là trừ x bình cộng 2x trừ 1. Ok, chỗ này đúng không? Đấy các bạn hiểu chỗ này đúng không? Đấy. Thì đến đây à lúc này các bạn thay vào thì nó biến thành dạng vô cùng trên vô cùng rồi. Còn dạng vô cùng trên vô cùng thì bây giờ à chúng ta có 3 hướng đi cơ. Nhưng à, theo thầy đúng không? Với cái ví dụ nó trước thầy cho các bạn thì chúng ta nên đi theo hướng là 2.1 À, dùng kỹ thuật lược bỏ bậc nhỏ hơn thì ra luôn kết quả nhá thì đoạn này các bạn nhìn này à, thầy sẽ lược bỏ chứ x bình cậu hãy trừ một thầy sẽ lược bỏ nhưng anh có bậc nhỏ hơn và còn lại là chứ x bình trên tử đồng ý không Đấy. còn anh này thì chúng ta lại nhìn thấy ba cái anh thì nó đều là bậc hai hết thực ra anh này là chưa có bình thì anh này là bậc một ba chia ba bằng một anh này là bậc một nhân bậc một bậc hai như vậy là bậc hai anh này bậc hai anh này bậc hai anh này bậc hai như vậy chúng ta sẽ đại diện giữ lại những anh có bậc hai thì toàn bộ những anh bên trong này này sẽ bị gạch bỏ toàn bộ những anh này là gạch bỏ và khi anh này gạch bỏ thì anh này nó chính là là x bình cộng với anh này là x nhân với anh này gạch bỏ thì nó cắt bậc ba của x mũ ba thì thành x x nhân x lại thành x bình anh này tiếp tục là thành x bình và các bạn đang nhìn thấy là, là chính là trừ x bình trên ba x bình thì kết quả nó chính là trừ một phần ba rất là nhanh đúng không còn nhiên đến đây như thầy nói là có thể sử dụng Casio nhưng Casio thì các bạn có thể sử dụng luôn ngay cái anh ban đầu cũng được. Đúng không nhỉ? Thì các bạn có thể nhập với x là 9, 9 10 số 9 cũng được thì nó cũng ra kết quả nhá. Đấy tình huống này là. Nhưng thầy vẫn ưu tiên cách hiểu bản chất nhá. Để như thầy nói là nếu chèn đa số các bạn vẫn xử lý như bình thường. Ok, như vậy là thầy kết thúc cái dạng vô cùng chứ vô cùng ở đây. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với cái dạng cuối cùng là vô cùng nhỉ? không nhân vô cùng. Thì ở đây chúng ta có hai hướng đi. Hai hướng đi. Thực ra là có ba hướng đấy vì có thêm một cái hướng KSO vì ở phần này nếu mà bài toán mà số lượng tầng minh thì à, dạng nào chúng ta cũng dùng KSO được nha hướng một đó là chúng ta sẽ quy đồng hoặc đưa cái biểu thức ra ngoài hoặc vào dấu căn tức là chúng ta sẽ trộn nó vào à, để nó đưa về các cái dạng một trong các cái dạng à, trước đó chúng ta đã học chúng ta đã đưa ra thầy đưa ra cho các bạn hoặc hướng thứ hai là các bạn sẽ chia cho tức là nếu số không để chúng ta sẽ cố gắng chia để làm sao để chuyển về một trong hai dạng này, này. Tức là thầy muốn là dạng vô cùng trên vô cùng thì các bạn chỉ cần lấy cái phần tử Thầy ghi là cái lượng không Các bạn uh, chia <laughs> Tức là các bạn chia cho một cái lượng không Chia lượng không thì lúc này uh, nó sẽ đưa về dạng là Ví khi đó chúng ta sẽ gặp đoạn sau có lẽ là uh, Ở phần uh, Tức là các bạn hình, hình dung là Thầy sẽ chia cả tử và mấu cho cái lượng không Thì lúc này chúng ta sẽ chuyển về dạng vô cùng trên vô cùng Hoặc là chúng ta sẽ chia cả À uh, từ mẫu cho cái lượng là vô cùng thì chúng ta sẽ chuyển về dạng không nhân không nhá thì đấy là cái cái hướng số 2 nhưng thành nghĩ là chúng ta nên nên nhìn vào cái hướng số 1 với số 1 thì phần lớn là chúng ta sẽ đi được nhá bây giờ thì để uh, dễ hình dung thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển qua một cái ví dụ luôn thầy cho ví dụ Thì hướng này vẫn có thể sử dụng cái số bình thường nhá uh, hướng, uh, chúng ta sẽ đến với ý thứ hai này ý thứ hai ý thứ hai thì nội dung của câu hỏi này như sau đó là đi tìm lim của 3 trên x 2 nhân với căn bằng 2 của x 3 x cộng 1 trên x cộng 1 khi x dần đến âm vô cùng. Thì bây đầu tiên là các bạn thay vào xem nó là cấu trúc nào. Thì đây các bạn nhìn thấy có tích của hai anh. Tích của hai anh. Nếu các bạn thay x bằng âm vô cùng vào thì nó xuất hiện là một số là 3. 3 trên âm vô cùng. Vì âm vô cùng chữ 2 là âm vô cùng. 3 trên âm vô cùng. Ở phần thứ hai thì dạy các bạn rồi. Nó chính là số 0. Đồng ý không? Như vậy anh này nó chính là 0. Còn x dần đến âm vô cùng thì anh này các bạn nhìn thấy là anh này bậc lớn bậc trên tử mà lớn hơn bậc dưới mẫu số mà khi x dần về âm hoặc dương vô cùng thì kết quả nó ra vô cùng và cụ thể tình huống này nó sẽ ra âm uh, dương vô cùng thôi oh, chúng ta chỉ cần vô cùng thôi thì đây có phải là cấu trúc không nhân vô cùng không các bạn đúng không à, thì khi gặp dạng này thì các bạn nhớ là nếu có căn thì các bạn sẽ làm một thao tác đó là các bạn sẽ trộn vào trong căn tức là các bạn sẽ vất cái anh này vào trong căn và khi vất trực vào trong căn thì các bạn chú ý cho thầy một công thức rất quan trọng đó là a căn b a căn bằng hai của b muốn trộn anh a vào trong căn hay là vứt anh a vào trong căn đúng không bỏ anh a vào trong căn thì lúc này nó còn tùy vào dấu của a chú ý nhá tùy vào dấu của a nếu a dương hay là a lớn hơn không thì đưa vào trong căn nó chính là ba bình khi a lớn hơn không nhưng nếu a âm thì sao a âm đưa vào thì phải thêm dấu trừ trước nó là trừ căn của b a bình khi a âm đúng không Đấy, chú ý cái tính chất này đây là kiến thức lớp 9 đó. vậy thì ở đây chúng ta nhìn xem là anh này khi đưa vào nó là thực ra nó là số âm hay số dương thì hôm nay chúng ta lại để ý khi x dần tới âm vô cùng thì à, x chứ 2 của chúng ta là số âm. Và 3 chia số âm tức là số âm. Vậy là số âm thì khi các bạn à, làm thì các bạn phải gì? Phải thêm dấu trừ trước nó. Thì dấu trừ thì có lẽ là thầy sẽ để cả dấu trừ ra ngoài luôn được. Đúng không? Đây, cả dấu trừ ra là lim được. Ở bên trong thầy nhét vào bên trong này. Thì đưa bên trong thì anh này nó thành là 9. Đúng không? Trên x trừ 2 tất cả bình. Đúng không? Nhân với x mũ 3 trừ đi x cộng 1 trên x cộng 1 Đấy Thì lúc này thực ra thầy đã trộn vào nó thành là 9 anh này luôn này Trên tử lúc này của chúng ta đã là 9 anh này Dưới mối số nó là anh này nhân anh này luôn Thì có phải khi đó các bạn đang gặp một cấu trúc là vô cùng trên vô cùng không các bạn Đúng không? Và khi là vô cùng trên vô cùng rồi thì Cách làm thầy đã dạy các bạn rồi Đó là gì? À đây Lại chuyển về dạng này Chúng ta sẽ lựa bỏ cái anh có bậc nhỏ hơn à, Anh này, anh này Đây là tích thì các bạn vẫn phải để nhé 9x mũ 3 Đúng không? Còn anh này thì các bạn có thể gược bỏ là x 2 thì bỏ cái anh này đi nó là x bình, x bình là x mũ 3 như vậy thành là 9 9x mũ 3 chia 9x mũ 3 như vậy nó chính là nó chính là căn bậc 2 của 9 như vậy nó bằng 3, như vậy thành là trừ 3. Cơ bản là trừ 3. Nếu không các bạn có thể bấm luôn trực tiếp anh này và chúng ta cho cho x bằng là trừ 10 số 9. 9 9 9, 9 ạ. Thì kết quả nó không ra âm cho các bạn nhá. Thì đấy là cách sử dụng caso. Nhưng thầy vẫn uh, luôn muốn à, uh, các bạn hiểu cách à, uh, uh, Hiểu bản chất được không? Hiểu bản chất. Ok, như vậy là thầy kết thúc ví dụ số 2. Như vậy là thông qua ví dụ số 1, số 2, thầy đã giúp các bạn giải quyết các cái dạng vô định. Thì bây giờ thầy sẽ thêm một cái ví dụ ở uh, số 3 đi để các bạn hiểu rằng là uh, các ví dụ vừa rồi case số đều sử dụng được. Nhưng liệu có phải là lúc nào cũng sử dụng được không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một ví dụ số 3 để các bạn thấy rằng là uh, lúc này case số sẽ gặp khó khăn và cách hiểu bản chất sẽ giúp các bạn giải quyết tốt ví dụ số 3 này. Chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3 nhé. Được rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ví dụ số 3 Và trong ví dụ số 3 này thì thầy thiết kế dưới dạng một câu hỏi uh, chứa tham số Và để làm được thì các bạn cần phải hiểu bản chất Nội dung của câu hỏi này như sau Đó cho AB là các số thực khác không Và giới hạn lim của căn bậc 2 bãi cộng A trừ 1 trên x bình trừ 1 bằng B khi x dần tới 1 Và câu hỏi lúc này là đi tính giá trị của T bằng A cộng B Ở đây thầy thiết kế dưới dạng một câu hỏi trắc uh, nghiệm Và đây các bác phương án đưa ra như vậy các bạn thấy rằng là để uh, trả lời được câu hỏi này thì chắc chắn là các bạn cần phải đi tìm ra A cũng thể, B cũng thể, đúng không? Một cách hỏi để tránh cái tình huống mà các bạn biết AB các bạn thay ngược lên các bạn kiểm tra. Thì ở cái cách hỏi này thì buộc các bạn uh, cần phải hiểu bản chất để các bạn làm tuần tự, đúng không nhỉ? À, bây giờ muốn tìm AB thì các bạn tìm thế nào? Ở đây đang có hai ẩn số thì về mặt lý thuyết các bạn cần phải thiết lập được hai phương trình. Ở đây thì người ta đã cho một trước một phương trình rồi. Như vậy chúng ta thiếu đi một phương trình. Vấn đề của chúng ta gọi là tính cái giới hạn này như thế nào? Thì một uh, thói quen đầu tiên đúng không? khi chúng ta đi tính giới hạn Đó là các bạn cứ thay x1 vào để xem nó rơi vào cấu trúc nào Khi thay x1 vào thì cấu trúc của anh này Nó chính là căn 3 cộng A trừ 1 trên gì các bạn? Trên 0 à. Như vậy lúc này nó xảy ra hai cái tình huống Đó là căn 3 cộng A trừ 1 của các bạn bằng 0 Hoặc căn 3 cộng A trừ 1 của các bạn khác 0 nó có thể là một số bằng 0 Tức là trên tử có thể bằng 0 và trên tử có thể khác không Nhưng chúng ta lại thấy rằng Nó không thể khác không được Lý do Lý do là nếu nó là một số thực khác không Chia không thì ở phần kiến thức thầy dạy các bạn rồi Một số thực khác không mà chia không Thì kết quả nó ra âm vô cùng hoặc dương vô cùng Hay nói khác nó ra vô cùng Nhưng ở đây thì người ta lại cho nó bằng B nó bằng B Mà lúc này AB là các số thực đúng không thực ra lúc này thấy không cần cho khác không thì cũng tự nó đúng nhá thì chỉ cần số thực thôi số thực tức là nó không phải là âm vô cùng và dương vô cùng tức là b là một số cụ thể nó hữu hạn trong khi kể, nếu mà anh này à, khác không thì nó ra là âm vô cùng dương vô cùng như vậy tình huống này sẽ bị loại bỏ loại bỏ tức là chúng ta đã có thêm được một phương trình tức là buộc anh này phải xảy ra tức là tình huống này phải là dạng không trên không đúng không phải là dạng không trên không và khi đó thì anh này bằng không và anh này bằng không hiển nhiên à, sẽ giúp các bạn tìm được nhanh ra a nó cũng có thể A nó sẽ bằng 2 chỗ này Vì căn của 3 cộng uh, A sẽ bằng 1 Tức là 3 cộng A bằng 1 Tức là A bằng chữ 2 Xin lỗi các bạn A bằng chữ 2 Được không? A bằng chữ 2 chỗ này Đấy Và khi A bằng chữ 2 rồi Thì hiển nhiên việc ta tìm B là không khó Lúc này thì các bạn lại có thể gì? À, uh, sử dụng ca sô cũng được Đấy tình huống này thì thể hiện tính linh hoạt Vì nó ra một cái hàm tường minh rồi Thầy thay A bằng chữ 2 vào à, uh, 1 trên x bình chứ một khi x dần tới tới 1 thì đến đây các bạn có thể sử dụng caso nha đến đây thì nó là một dạng nó giống như ở ví dụ 1 thầy nó cho các bạn rồi Được không? Các bạn có thể xem lại Được không? Thì đến đây có lẽ là thầy dùng kai số Cho nhanh tình huống này Đấy, Ngoài thì chúng ta cũng thể hiện cái tính linh hoạt Nhưng đoạn đầu thì phải tư duy rồi đúng không? A -2. Thì ngoài các bạn có thể à, nhập cái số liệu vào Các bậc 2 của 3x này Trừ 2 này Trừ 1 này, trên x bình trừ 1 Các bạn cho c với x bằng là 1.000000 à, Các bạn để 5, 6, số 0 đi, thoải mái đi kết quả của 3 à, bằng 3 phần 4 bằng 3 phần 4 cho các bạn Ok, vậy B chính là 3 phần 4 Vậy từ đây ta ra T bằng A Cộng B tức là trừ 2 cộng 3 phần 4 Thì kết quả nó sẽ bằng gì? Bằng trừ 5 phần 3 Trừ 5 phần 4 xin các bạn Trừ 5 phần 4 Và trừ 5 phần 4 thì nó chính là đáp án C nhá. Đấy. À, tức là bài này thực ra là kết hợp của cả cái số Đúng không? vì những đoạn đầu là phải hiểu Hiểu bản chất chúng ta phải làm được Ok, như vậy thầy kết thúc ví dụ số 3 ở đây như vậy là bài học hôm nay thầy sẽ giúp các bạn giải quyết uh, chuyên đề cái phần giới hạn của hàm số. Đúng không nhỉ? Đấy, những kiến thức gọi là nền tảng nhất, cơ bản nhất là đã giúp các bạn giải quyết xong. Và đây chính là một kiến thức rất quan trọng như thầy đặt vấn đề là sẽ giúp các bạn giải quyết ở những bài học sau liên quan đến uh, hàm số liên tục. Rồi lên lớp 12 một cái phần kiến thức đó là liên quan đến tiệm cận của đồ thị hàm số. Nên là bài học hôm nay là các bạn cần phải nắm được cho thầy. Phần bài tập cũng rất là nhiều và thầy hy vọng các bạn chịu khó làm thêm bài tập để chúng ta nắm chắc cái phần kiến thức hôm nay nhé. À, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong bài học tiếp theo